Alo Alo, ạ, anh như mình nghe rõ em nói không ạ? tôi nghe rồi. Dạ vâng, anh như mình bật 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 mic à, bật camera lên đi ạ. Ok, chưa em? Dạ vâng, em nhìn thấy anh Ok rồi đấy ạ. rồi, em nghe được Dạ vâng, em nghe rõ rồi đấy ạ. không? Ok em. Đây Nam ơi, thế tình hình là thứ ba thì vẫn học được không ở thầy giáo? Dạ vâng ạ, thứ ba nếu như mà mình thứ ba mình học được, mình học lúc 20 giờ được là được anh ạ. Ừ, thì tạm thời đợt dịch này cứ học thế đi nhá. Dạ vâng, thế thì mình cứ học đợt dịch này cứ 20 giờ thứ ba anh nhé. Ok thì thầy cứ set cái lịch đi. 3, 5, 7, Vâng ạ, đúng 20 rồi, chứ giờ. còn để cho con nghỉ liên tục mấy ngày như thế nó chống lịch quá anh ạ, mà con lại đang không đi học ấy. Đợt này Nam mình không đi học đúng rồi, cho học tí cho đỡ quên kiến thức. Vâng, chứ Đây con còn gọi cho thầy đi. Nghe này, đợi cho nó. hello Nam ơi, nghe Hello. thấy thầy nói không? Có. Ok, so how are I'm 10 how are you? years old. I'm okay. Okay, nice. Okay, so a long time I don't see you. Okay, so we don't have any homework lesson. So today we will continue with the unit one. Okay, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với phần unit 1 được chưa nào? Yes. Ok, có nhìn thấy trên màn hình thầy đang chiếu không nào? Có. Ok. Ok, có nhìn thấy rõ không nào? Có. Rồi. Xong, chúng ta sẽ vào bài tập ngày hôm nay được chưa nào? Ok. Vâng. Some of these words sound the same. Some have the same last letters. Two. Which words have the same letter at the end? Rồi, ở đây thì chúng ta có một số những cái từ mà nó có những cái âm, những cái âm tiết được chưa nào? Những cái âm tiết Yes. nó giống nhau này. Một số thì lại có những cái chữ cái kết thúc giống nhau này. Vậy thì những từ nào mà lại có những cái từ, những cái chữ cái kết thúc giống nhau được chưa nào? Ở trong cái bảng bên này, bên phải Yes. này được chưa nào? Yes. Ok. Vậy thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ tìm cho thầy xem là những cái từ nào mà có những cái âm tiết đó, à những cái âm mà đọc giống nhau này. Và thứ hai là xem những cái từ nào mà có cái chữ cái kết thúc giống nhau được chưa nào? Yes. Ok. Con đã hiểu bài chưa nào? Hiểu yêu cầu của bài Yes. chưa? Ok. Yes. Now start. Mình bắt đầu làm được chưa nào? Yes. Thank you.
làm được bao nhiêu từ rồi? Xong rồi ạ. Ok, xong rồi thì nhớ bảo thầy được chưa nào? Yes. Ok, đầu tiên nào, đầu tiên thì có những từ nào mà có cái âm tiết giống nhau nào? Red. Red với 8. Red với 8. 8. Ok, red. Red với 8. Red, sau đó là 8. Rồi. Tiếp nào. And với can't. And với can. And. Can. Đọc lại theo thầy nào. Can. Can. Ok, tiếp theo nào. Brown với play ground. Gì nhỉ? Brown với play ground. Round. 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 Với lại gì nhỉ? Với playground. Ok, playground. 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 Ok. Tiếp nào. Sham với am. Sham với am. Am. Sham với am. Rồi. Tiếp nào. Three với tree. Ok. Three với lại? Tree. Tree. Rồi. Tiếp nào. Bat với hat. Hat. Pet. Pet. Với lại hat. Hat. Rồi, tiếp nào. Day với mây. 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 Rồi, tiếp theo là gì nhỉ? Run với fun. Ok, run và fun. Ok, còn gì nữa không? Còn từ nào mà nó giống nhau nữa không nhỉ? Không. Ôi, chắc chắn không nào? Có chắc chắn không? Chắc chắn không nào? Có à. Ok. Rồi, nếu như chắc chắn thì mình cũng check đáp án được chưa nào? Chúng ta có ground và playground. Playground. Tiếp theo là Sam, Sam với M. M. Tree với lại tree. Rồi. Hat với lại hat. Với hat. Rồi. Day với lại mây. Mây. Run với lại fun. Fun. Ok. Được chưa nào? Rất tốt. Yes. Rất chính xác. Ok. Chúc mừng con làm rất tốt bài tập này được chưa nào? Yes. Ok. Vậy có câu hỏi gì cho phần bài tập này hay là có từ mới nào không nhỉ? Có từ nào mà con chưa hiểu không? Có từ nào trong số những từ này mà con chưa hiểu không nào? Thấy mấy từ and, bat, may, sam và tên đúng không? Đúng rồi. And, sam, bat đều là tên riêng này. May cũng là tên riêng này. May, nếu như mà trong tháng thì May là tháng mấy nhỉ? May là tháng 5. Ok, rồi còn gì nữa không nào? Không ạ. Ok, vậy chúng ta qua phần tiếp theo được chưa nào? Yes. Ok, can you think of more words that sound like three, chi? Rồi. Con có thể nghĩ cho thầy xem là những cái từ nào này mà nó có cái phát âm giống như từ three và chi. Three. Ok chưa nào? Yes. Rồi, mình sẽ có khoảng thời gian khoảng tầm 2 đến 3 phút để mình nghĩ các cái từ đó được chưa nào? Yes. Ok, bắt đầu nào. Thank you.
Cô làm lúc nào thế này? Nào à? Không nghĩ như này. Con làm được bao nhiêu từ rồi? Lá lá con làm được bao nhiêu từ rồi? Được từ mấy từ rồi nào? Ok, từ đó là từ gì nhỉ? Từ ly. Ly. Leaf là gì nhỉ? Lá. Ok, leaf là chiếc lá được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ xem các cái ví dụ được chưa nào? Yes. Ok, we have B, he, me, P, C, C và C, C và C, we. Ở đây hai chữ E thì mình sẽ đọc là y dài được chưa nào? Mình sẽ đọc y nó dài ra một chút sẽ là C. Rồi còn đây là y ngắn được chưa nào? Sẽ đọc là C. C. Rồi. Còn she là cô ấy được chưa nào? Nếu như mà có âm yes. SH mình đọc là âm sh, sh nặng được chưa nào? Yes. Ok. Con đã hiểu về cách các cái từ mà có cái âm tiết mà đọc là chữ y giống như kiểu là sri với chi chưa nào? Yes. Ok. Can you think of more words that sound like may, day? Rồi, thì vậy thì mình lại tiếp tục tìm cho thầy xem các cái từ mà nó có cái âm tiết nó giống với lại từ may và từ day. Được chưa nào? Yes. Ok, làm nhanh nào. May. May mà con. Đọc thành âm A. A. Ví dụ như vậy. Thì có những âm nào đọc thành âm A nhỉ? Những chữ nào, những cái từ nào mà đọc âm A nhỉ? Đây. Đây có rồi. Đây. Say. Đây, ok, đánh vần lên cho thầy xem nào, đánh vần tiếng Anh lên để thầy thử xem đúng không nào. S, S A, A, Y. Ok, S, A, Y, say. Rồi, rất tốt. Tiếp theo nào, còn từ nào khác không? Thử nghĩ nào, cố gắng nghĩ nào. Xem là còn từ nào khác không nào. Rất nhiều, có rất nhiều từ nào, thử nghĩ nào. Từ nào nhỉ? Những từ nào nhỉ? Những từ nào con nhỉ? Những từ nào khác con có biết không? Có biết không nào? Ok, vậy thì chúng ta sẽ xem những ví dụ được chưa nào? Yes. Ok, ở đây chúng ta có gray. Gray là gì con nhỉ?
gray là màu màu gì nhỉ? Màu xám. Ok, gray là màu xám này. Play chơi. Ok, và có một từ chính xác là từ say. Ngoài ra còn có thêm là they. They. Rồi, rất tốt. Vậy là con lấy được cả hai ví dụ cho cả hai cái phần này được chưa nào? Chúc mừng con. Ok, vậy chúng ta tiếp này. Chúng ta sẽ có một cái phần take note, một cái phần lưu ý nhỏ được chưa nào? Yes. Ghi lại nào. Take note. Ghi lại cái take note này nào. Ok, chúng ta có be good at thì sẽ cộng với lại verbing. Verbing. Ok, be good at cộng với lại verbing được chưa nào? Verbing. Ok chưa nào? Con ghi xong chưa? Có cần ghi cái phần dưới này không? Ok, phần dưới thầy sẽ giải thích và mình cũng vẫn sẽ ghi lại được chưa nào? Ghi xong cấu trúc cho thầy được chưa nào? Xong cấu trúc chưa? Yes. Ok, thì cấu trúc này mình sẽ sử dụng good cộng với lại at để nói về những hành động mà chúng ta làm tốt được chưa nào? Ghi lại này. Chúng ta sử dụng good cộng với lại at. Chúng ta sử dụng good cộng với at. Rồi, để nói về hành động. Hành động tốt. Ok, hành động mà chúng ta làm tốt nó được chưa nào? Con ghi lại chưa nào? Yes. Ok. Ghi xong chưa? Rồi ạ. Ok. Chúng ta sẽ có các cái ví dụ này để chơi nào. What are you good at? Con giỏi. Hoặc là con biết về, con giỏi về cái gì? Thì ở đây chúng ta có ví dụ là I am good at writing. Được chưa nào? Thì đây chúng ta có good at. Good at để hỏi là mình giỏi về cái gì này, được chưa nào? Yes. Rồi, thì câu trả lời thì mình sử dụng cấu trúc là to be. Vậy to be ở đây là gì? Ai. To be mà con, động từ to be mà. To be là gì nhỉ? Là gì đấy? I am. Ok, to be là em, được chưa nào? Còn I là chủ ngữ, được chưa nào? Yes. Ok, em là to be này, sau đó cộng với lại cụm từ good at, được chưa nào? Yes. Sau đó là cộng với động từ thêm đuôi in. In. Là writing. Writing. Ok, được chưa nào? Yes. Ok, con đã hiểu chưa? Yes. Có hiểu không nào? Có chắc chắn là hiểu không nào? Yes. Chưa hiểu thì bảo thầy giải thích lại cho nào. Yes. Ok. Yes. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm bài tập này để chơi nào. Read and write names. Rồi, mình sẽ đọc này, cũng như là viết tên của các cái nhân vật vào cái đoạn trống này được chưa nào. Ở đây chúng ta có ví dụ là Jack, là tên Jack riêng được chưa nào. Jack là bạn này được chưa nào? Yes. Rồi, vậy con bạn này tên là gì? Con nhớ không? Con nhớ bạn này tên là gì không? No. Không nhớ à? Bạn ấy đang nhảy này tên là gì đấy nhỉ? Anne. Ok, bạn ấy tên là Anne. Anne. Được chưa nào?
Ok, vậy bây giờ hãy hoàn thành cái đoạn hội thoại này được chưa nào? Ok không nào, con có hiểu không nào? Yes, nhưng mà nó không chăm cho là nhớ hết các tên ạ. Ok, không sao. Con làm xong chưa nào? Làm xong chưa? Cố đang như là không nhớ tên. Rồi, ok. Thế vậy thì mình sẽ vừa làm và vừa dự đoán xem cái tên đó là gì được chưa nào? Ok. Rồi, đầu tiên là Jack is good at jumping. Rồi, vậy số 2 sẽ là bạn gì nhỉ? And look. And. Là bạn, bạn gì nhỉ? And. Ok, là bạn. And. And. Hopping on square number 8. Bạn And thì đang nhảy. Nhảy lò cò ở trên cái ô, ô vuông số 8 này. Tiếp này. Bạn gì mà đang skating now nhỉ? Ok, đó là bạn Shu. Shu thì đang trượt, được chưa nào? Đang trượt, trượt patin ở xung quanh. Tiếp này. Ai thì đang skipping nhỉ? Who skipping? Ok, là bạn Sam, được chưa nào? Vậy còn ai đang dancing đây nhỉ? Đây nhỉ, bạn nào đang dancing đây, nhìn thấy ảnh chưa? Bạn nào đây nhỉ? Jack. Jack. Phải là Jack không? Có chắc chắn là Jack không nào? Ok, bạn này là bạn Dan. Bạn này là bạn Dan, được chưa nào? Rồi. Vậy có bạn nào mà lại trèo cây không nhỉ? Bạn nào lại đang trèo cây ấy nhỉ? Bạn đang trèo cây, có nhớ tên là bạn gì không nhỉ? Có nhớ là bạn gì không? Có nhớ là bạn nào không? Có nhớ không? Có nhớ không nào? Có nhớ không nhỉ? Ok, đó là bạn Bob. À, bạn Pat. Được chưa nào? Sorry, đây là bạn Pat. Bạn Pat thì đang trèo cây, được chưa nào? Rồi, hết bạn gì, bạn nào mà lại chạy rất là giỏi nhỉ? Ở trong các bài, bài trước, bài nghe trước mà mình được nghe ấy, thì bạn nào chạy rất là giỏi nhỉ?
Bạn nào nhỉ? Bạn nào? Đó là bạn Tom. Bạn Tom thì rất là chạy này. Và có nhớ cái hình ảnh mà bạn ấy chạy, bạn ấy đuổi theo con cừu không? Có. Ok. Thế rồi, tiếp theo nào. Thế vậy thì bạn nào mà lại thích đi tản bộ này và nói chuyện cùng với lại bạn của bạn ấy nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn nào mà không thích làm gì hết này, chỉ muốn đi tản bộ và nói chuyện cùng với lại bạn thân của bạn ấy nhỉ? Bạn nào nhỉ? Đó là bạn Jill. Và bạn gì nhỉ? Jill và May. Chưa nào? Ok, rồi. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo được chưa nào? Ok, listen and draw four things in A. Mình sẽ nghe này, cũng như là nối bốn cái vật ở trong bài A được chưa nào? Rồi, mình sẽ lấy sẵn giấy bút ra cho thầy này. Sau đó sau khi mình nghe thì mình sẽ cho thầy biết xem đó là cái gì được chưa nào? Ok, chờ thầy một chút nha, nó bị lỗi một chút. Ok, sorry một chút. Ok, bây giờ thì thầy sẽ đọc này. Và con hãy vẽ cho thầy được chưa nào? Ok, so find the sheep. It's a bad sheep. It's eating a teacher's favorite flower. Ok, so find the sheep. It's a bad sheep. It's eating the teacher's favorite flower. Con gì con nhỉ? Mình sẽ tìm con gì đây nhỉ? Ok. Con cừu đấy thì nó làm sao nhỉ? Nó thích hoa. Ok, nó rất là tồi tệ được chưa nào? Vì sao nhỉ? Tại vì nó ăn mất hoa của ai nhỉ? Ăn mất hoa. Hoa của cô giáo được chưa nào? Ok. Tiếp này, five shoe. She like wearing funny hat. Five shoe. She like wearing funny hat, wearing a funny hat on shoe hat. Tìm cái gì nhỉ? Tìm cái gì đấy con nhỉ? Funny hat. Tìm cái mũ. Mũ ở đâu nhỉ? Ở trên đầu của bạn nào nhỉ? Trên đầu của bạn Ted. Ok, tiếp này. Can you see dance
school bag. Can you find or can you see the dance school bag? Tìm cái gì đây con nhỉ? Tìm cái gì nhỉ? Tìm cái cặp. Cặp của ai nhỉ? Dance. Okay, rồi. Okay, so now the balloon draw a face on the balloon. Find the balloon. Tìm cái gì nữa nhỉ? Tìm balloon. Quả bóng. Okay, quả bóng gì nhỉ? Balloon. Balloon là cái quả gì nhỉ? Quả bóng bay. Okay, cái quả bóng bay thì đang ở trên tay của bạn nào ấy nhỉ? Trên tay của bạn nào ấy nhỉ? Bạn Sư được chưa nào? Ok, rồi, chúng ta qua phần tiếp theo nào. Find the letter to spell the missing moving words. Chúng ta sẽ tìm các cái chữ, sau đó mình sẽ đánh vần lệ, của đánh vần. Ok, mình sẽ tìm các cái chữ còn thiếu của cái từ này được chưa nào? Ok. Ok. Sorry một chút. Máy tính của thầy nó hơi bị lỗi một chút, nó nhảy ao ra ngoài được chưa nào? Ok, có nhìn thấy thầy đang chiếu không? Có. Có nhìn thấy không nào? Rồi. Có. Bây giờ thì mình sẽ nhìn vào cái vòng này được chưa nào? Không có nhìn thấy trong cái vòng này không? Cái vòng chữ này không? Có. Ok, và mình sẽ tìm cho thầy các cái từ ở trong cái vòng này được chưa nào? Yes. Ok, ở đây chúng ta có ví dụ là từ walk. Walk. Chưa nào? Yes. Ok, vậy sẽ tìm cho thầy các cái từ còn lại ở trong cái vòng tròn này được chưa nào? Yes. Ok, now start. Bắt đầu nào. Thế thầy là phải viết ra đúng không ạ? Đúng rồi, mình viết ra từ đó ra và sau đó mình sẽ đánh vần đọc lên cho thầy được chưa nào? Yes. Xong rồi ạ. Ok, vậy sẽ đánh vần cho thầy xem các từ đó là từ gì nào. Đầu tiên nào, mình đọc lên này. Sau đó mình đánh vần từng chữ cái nào. Đầu tiên là có cần đọc lên chữ mẫu không ạ? Ok, mình đọc cái từ đó lên này. Sau đó thì mình mới đánh vần được chưa nào? Không có hiểu không nào? Ví dụ như đây là mình đọc từ walk. Sau đó mình đánh vần là W A L K. Ví dụ như thế được chưa nào? Yes. Ok, vậy đọc từ đó lên cho thầy và sau đó đánh vần nào. Hit.
S K A T E. Ok, đó là từ skate. Skate. Rồi, jump. Chính xác. Jump. J. 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 U. M. P. P. J. U. M. P. M. P. Jump. 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 Ok, âm phờ nhẹ nhàng một chút được chưa nào? Jump. Yes. Rồi. Hop. H O P. Ok. H O P. P. Hop. Tiếp nào. Run. Run. R R U N. Ok, city run. R U N. Very good. Rất tốt. Từ tiếp theo nào. Dance. Có một từ nào mà con đang bỏ qua rồi? Có một từ mà con đang bỏ qua rồi đấy. Skip. Ok, skip. S K I P. Ok. S K I P. Skip. Rồi, dance. Rất tốt. Từ tiếp theo là từ gì nhỉ? Dance. 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 D A A A N N C C E E. Ok. Đó là từ dance. 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 Rồi, rất tốt. Ok. There are seven more letters there. Ở đây chúng ta có 7 chữ cái được chưa nào? Yes. Ok, vậy thì hãy di chuyển các cái từ, các cái chữ cái này để cho nó thành một từ hoàn chỉnh được chưa nào? Với cái từ đang trống yes. ở bên dưới này được chưa nào? Yes. Ok. Rồi, vậy thì mình sẽ bắt đầu làm bài được chưa nào? Yes. Ok, now start. Thấy thầy đã di chuyển luôn cái chữ trong màn hình này xuống nghe ô luôn. Ok, con sẽ viết ra cho thầy và sau đó mình sẽ đọc thứ tự lên được chưa nào? Yes. Ok. Xong rồi ạ. Ok, vậy từ đó là từ gì con nhỉ? Từ clamping. Clamping. Từ đó đánh vần lên nào. Đọc, đánh vần thứ tự cho thầy xem nào. C. C. L. L. I. I. M. M. B. B. I. I. N. N. G. G. Ok, đó là từ clamping. Clamping. Rồi, clamping. C. L. I. M. B. I. N. G. G. Ok, clamping. Clamping nghĩa là gì con nhỉ? Tức là... Clamping là gì nhỉ? Trèo, trèo. Ok, leo trèo. Leo nào? Trèo. Leo trèo này. Ok, so look at the picture and read. Write yes or no. Mình sẽ cùng nhau nhìn vào cái bức tranh ở bên dưới này, được chưa nào? Sau đó, mình sẽ viết yes hoặc no vào các no. câu trả lời này, được chưa nào? Yeah. Ok, đây chúng ta có ví dụ này. Can you see a tree? Câu trả lời là yes. Mình có nhìn yes. thấy một cái cây không? Yes. Ok, a boy is sitting on the box. Có một đứa trẻ thì đang ngồi bên cạnh. Ngồi lên. Có đúng không nào? No. Ok, vậy thì đây chúng ta có
6 câu hỏi này, được chưa nào? Và con sẽ cho thầy biết xem là 6 câu này thì câu nào là trả lời là yes, câu nào trả lời là no, được chưa nào? Yes. Ok, đây chúng ta có 6 câu và thời gian làm cho con là dành cho con để trả lời là 3 phút, được chưa nào? Yes. Ok, bắt đầu nào. Thầy ơi, ơi, thế mà someone như là gì? Ok, someone là ai đó, được chưa nào? Yes. Thầy ơi, thầy ơi, the person là gì? Đâu nhỉ? Person là người, được chưa nào? The holding. Đâu nhỉ? Từ nào nhỉ? The holding. Ok, từ holding. Holding là holding. Giữ, được chưa nào? Giữ. Nắm giữ, được chưa nào? Nắm giữ. Yes. Con làm được bao nhiêu câu rồi? Là câu số 6 ạ. Ok, cố gắng nào, nhanh nào. Rồi ạ. Okay. Now number one, a blue bird is sitting on the bike. No. Okay, Ziti. No. Okay, someone is playing basketball. No. Okay, Ziti. No. Very good. One person is holding a round balloon. Yes. Ok, chính xác. Có một người thì đang cầm nắm quả bóng. Cầm cái quả bóng. Quả bay màu tròn này chưa bay. Nào? Quả bay tròn này chưa nào? Màu đỏ. Yes. Ok, the teacher is wearing a pair of red trousers. Yes. Ok, yes, very good. Cô giáo thì đang mặc cái gì nhỉ? Mặc cái quần.
Quần dài. Quần vải màu. Dài màu đỏ. Ok. Đỏ. A boy is kicking a white football. No. Ok, đó là no. Ok, no. Tiếp này, câu cuối cùng này. Three children are standing in a circle. No. Ok, gì? No. Rất tốt. Ok, chính xác. Rồi, vậy thì chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng buổi học tại đây, được chưa nào? Yes. Ok, vậy có câu hỏi gì dành cho thầy không nào? Không ạ. Ok, vậy không có câu hỏi gì. Thì lát nữa thầy sẽ xem có bài tập về nhà, thầy sẽ gửi qua Zalo cho bố, được chưa nào? Yes. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, được chưa nào? Ok, yes. Goodbye. Goodbye.